Xin chào cả nhà, thôi mình quay lại video đây này đó nha. Cuộc hành trình của mình bây giờ mình cũng đi đến được Vồ Bà, cũng là vồ được nhắc đến ở trong Nam Non Bảy Núi. Thì mình cũng nhờ Khang hỗ trợ mình tới địa bàn này, hỗ trợ mình tới vùng đất Lý Thiên này. Thì cả nhà cũng hiểu mình là người mới tới đây mà. Này, con đường đi nói chung ra là xe chạy mà cũng vất vả lắm cả nhà. Lên tới cái điện này thì cũng hơi mệt mỏi. Nhưng mà khung cảnh thì này mình mới bước vào cổng thì quan cảnh rất là đẹp nha. Nhìn rất là rộng. Nông hồi nông đó thì tôi cậu là đi đây cậu sâu lắm á, cậu đó. Ta rất là lên hơn tôi quay cái rộng hơn. Cái đó mình hình như mình đang nhìn về hướng bắc đúng không? Hướng về mình luôn á. Về nhà chơi mới luôn á. Về cái dầu luôn á. Đây nè. Con xuyên dầu đây. Cái đốc này đây. Lúc bây giờ đó, thì những cái đầu đó. Mình đó đang mưa. Đó. Đó. Thối vậy. Mưa đen rồi nè, chưa có mưa mà đen nè. Mưa đây nắng, đây mưa. Đang đốt đồng, mưa rồi đó. Đây, ở thằng kia là suối Thanh Long đúng không nha? Hồ Thanh Long. Hồ Thanh Long đúng không? Ờ, cái hồ đó đó. Cái hồ đó. Ừ. Có cái hồ xây hầm. Mình đâm đồng mới đang làm đó. À. Cái đại bán cái hồ đó, cái hồ đó không? À. Đi sau đó. À. Đi ra. Không, bây giờ mình... Lên dưới vô. Cả nhà theo mình lên dưới vô Vồ Bà chỗ này nha. Bây giờ mình sẽ đi ra. Trên trên có một cái phái đoàn đi trước mình rồi cả nhà. Nói theo hành từ bi của Phật dạy nhân từ nơi mở mang thiếu chung con dự dẹo hồn chậm tới trần lăn lộn như xưa, sao hướng được phước thừa của Phật hồn nhẹ nhàng thắt. Con không có biết cái buổi lễ bái chưa? Còn khi các con nên nhớ đấy, cái thằng chữ thánh á, bậc thánh tiên á, thái ớt trên nhớ. Mình chưa biết là mình được phép về căn bản hay không, là mình phải vô người đây chứ. Bà xã mình đang chơi là mọi người mình cũng đi theo bà xã. Lần này mình đến ngày mình sẽ đi giếng cho đủ chọn. Mình nghĩ hôm nay chắc có lẽ là cái ngôi thờ của sơn thần. Rồi để mà xả một cuốn ở đây, kính trình ở đây một cái. Mình hơi sáng. Em đi đây em ơi. Em đi đâu đây rồi? Con đi trên đó đi, con đi đây đi. Bây giờ mình cũng đi dưới này cả nhà.
có hai lối đi. Thầy xin chào các bạn. Mình cũng mới vừa cũng nói rồi thôi. Cái hang này tên gọi là gì, nhưng mà ở cái vô bà thấy cũng ít có ai xuống đây lắm, không biết là sao. Xuống sao đi ra ngay qua chỗ này đây, mọi người Khang, cái đường nó dẫn mình đi. Khang nói ở dưới này có một cái hang, nhưng mà mình không biết cái tên hang đó gọi là gì. Khang biết thôi chứ cũng không biết tên gọi hang đó là hang gì. À, không, giấc thích này chắc cũng có người đi nhiều lắm cả nhà. À, sư thường niệm Phật, hôm nay đi thật. Ở đây có thể là cái lối đi không? Cái đi bổ 15 qua đó. Mình 15 đi qua hả? Ừ. Rồi, ủa, để 15 đi bổ qua đây rồi hả? Ừ. À. Đi đường luôn. Mong cả nhà ở đây cũng rồi, muốn một. Không ha, nhưng mà... Ơi Khang ơi, lấy nhang ra đi Khang ơi, ở dưới này lạnh quá, lấy nhang với lấy đèn ra dùm anh đi. Ít có người xuống đây lắm, bị ngang gì thôi rồi đó. Rồi cũng khí gì đây. Tuy là vậy nhưng mà... Nghe này luôn hả? Ừ, khi lấy dùm anh cặp đèn ra luôn đi. Đây. Ừ, lấy ra cặp đèn đi. Này cái hả? Này nè, chị mẹ nó xé sẵn bên này nè. Lấy ra ở dưới đó nằm bát hương. Nằm bát hương mì lấy cho mình 8 cây đi. Vô cặp đèn này. Chứ đi quay chứ. Dạ con xin phép ở đây ạ. Các chị chưa thần. Các chị xem thằng Lâm mới núi ở vùng này. Cho con được phép con xuống đây con tham quan ở đây. Ở đây thì thấy cũng lạ quá. Phải không được tham quan cái này. Thì ở đây nói chung là cũng là cái nơi để cho mọi người về đây. Ô, con xuống cái lưng đào con rồi. Chị mày nó ngồi chả luôn hả? Đó. Rồi đây mát mình lên mình đó đi cho nó. Đây không có điện nữa. Đưa bà lại lại đi con. Mày đi sắp đi rồi vậy. Cái này đâu có điện, cái này lọ mình lọ cái hốc này kia thôi chứ. Mình cũng đã bận này kia thôi, có chứ. Mình đi lên trên mình có một trên cái nữa. Mình đứng mà mình đứng. Bây giờ mình đi lên trên vô trên đỉnh nha cả nhà. Tại vì có một ngôi thờ ở trên đó. Ngôi thờ cao nhất của đỉnh. Đi lên chúng ta chia cho mũi cắt. Chia mũi lắm. Chia tốt rồi. Hình như phải đi ra phải không Khang? Đây thì mẹ đi xe ra. Không, có đi ra đâu. Tôi biết rồi.
được trí huệ thông minh sáng suốt, phát bồ đề tâm minh tâm lo tu thiền theo Phật đạo, độ cho chúng con được bệnh tan thật khỏi, bệnh tật tiêu trừ tai qua, giải hết quả căn tiêu tan chướng nghiệp, gia hộ độ trì cho chúng con khi đi già về thân khỏe tâm an, để chúng con đi tới nơi về. Đây là nơi cao nhất núi Dột, thì dừng đi đâu ở đây cả nhà. Đây là Dột không nhỉ cả nhà. Thấy gì lạ không? Mình đứng bên Dột rồi. Sao? Cái mẹ em đi. Thuyền gì vậy? Mẹ nói là thấy dọc thật rồi. Đi như con hộp nè. Mày nhiều thật thế nào vậy? Nếu không qua được không có qua không?